Đây, Hoàng Đen xin chào tất cả các anh chị ha, những người là đang theo dõi kênh của Hoàng Đen. Đây là bé chó mà già rồi, người ta bỏ, người ta cột sợi dây, người ta bỏ nè, mắt mờ hết bên rồi. Ê, ai đi? Cứu hộ ơi, cứu hộ, chào bạn đi, chào bạn đi con. Đó, rồi cái đuôi không quắt rồi, cứu hộ. Không khoái rồi đó, không khoái rồi đó, chứ nó khoái là nó quắt đuôi à. Cứu hộ, đây, đây con. Đây, đi trên đường đi cứu, giao thông nó bắt, phạt hết 5 xị. Tí nó còn có con tờ à, không lẽ giờ nó đi đổi. Nóng máu không? Nở lòng nào. Có cái bà đằng đây nè, bà không có được mà có hai con một cái quỷ kia. Ở đây à. Đây con. Nó kiểu như ai về đi ngang á. Nó đây. Hiền khô à, hiền khô à mấy anh chị ơi, hiền khô. Bà đây cho đàn ta mà không có cho chứ. Thôi đừng nói tới bà đó nữa. Nửa đêm kêu em đi cho đã đời qua gần tới đây thôi, không cho nữa. Trời ơi trời, biết bao nhiêu việc, dầm mưa mình mấy ướt nhẹp hết trơn á. Đây, hey. Con mắt, con mắt mờ mờ. Người ta bỏ con vậy hả? Thôi về với đội mẹ đi con, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối con ơi. Hiền khô à, cắt dây ra đi. Anh đó, anh dắt ra đây để cho nó biết đường đi về á. Dạ. À, con nghiệp chưa? Anh đó là nhà anh là chỗ chạm chạm đây nè. Chạm cho kiểu như thú lại á, thú y á. Ừ. À. Anh chắc chào không? À, Sài Gòn. Rồi đây ơi, nó đi kìa, ôm vô thỏ lòng đi. Trời có mưa rồi đó, mưa lớn á. Thỏ lòng luôn. Đây chị cứu nó đúng không? À, đi lạc từng lễ rồi. Ở đây là đường quốc lộ 13 Thủ Đức đúng không chị? Đây cầu vượt Bình Phước. Ta mua ở đây ta mua chó gì lắm đó. Hỏi em đi về à. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị nè, chị đi lục chơi chay nè, chị thấy chị tội nghiệp quá. Chị đứng đây chị giữ nè, kêu cứu hộ nè. Có tên 5 xị đi anh. Cứu nó bị giao thông phạt hết 5 xị. Đã có tên 5 xị đi. Muốn khóc vậy đó. Rồi, mọi người thì bây giờ là bé đã được an toàn rồi. Thì bây giờ là tụi em sẽ đưa về máy ấm và sắp xếp cho bé một một vị trí ổn định chỗ ngồi. Điện cho em á. Rồi giờ tụi em tranh thủ về mọi người ơi, tại vì nó không trời mưa á nè, trời cũng khá tối rồi đó. Ở đây là Thủ Đức ha. Đây quốc lộ 13 Thủ Đức. Cứu hộ ơi, chào khán giả ơi con. Cứu hộ à, cà phê sữa không? Cà phê sữa không? Đây, Quang Đen xin chào tất cả các anh chị khán giả trong và ngoài nước ha. Thì Quang Đen chuẩn bị đi về. Giờ cũng trời cũng khá khuya rồi. Để còn nhiều vụ án nó chưa giải quyết nữa. Thời Quang Đen xin cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn ủng hộ kênh cũng như là theo dõi từng cái video Quang Đen đăng lên. Đã, Quang Đen cảm ơn và chúc các anh chị một buổi tối an lành bên gia đình. Chúc các anh chị ở xa một ngày mới tràn đầy năng lượng ha. Quang Đen xin chào, chào tất cả các anh chị. Hello mọi người, trên đường về lúc mà Quang Đen với lại ông xã đi
cứu bé chó ở cầu vượt ngã tư Bình Phước á, thì xong rồi đó là đi đánh một vòng về gặp cô Linh ở đường Trần Hữu Trang ở Phú Nhuận ha, xong rồi đánh một vòng từ chỗ cô Linh đó đi ngược về Cộng Hòa, xong rồi đi ngang qua con đỉ Mi Mập á, là thấy con chó nó giật giật cho nên là vô quay quay con chó, xong rồi đăng lên, xong rồi thấy một mẹ bốn con tội nghiệp quá, hỏi nó nhiều, nó nói 1,2 triệu cũng luôn đó, đang trên đường trở về luôn nè mọi người. Người ta nói là coi gì con gái 12 bến nước, con em không biết bao nhiêu bến luôn á, chút xíu ở đầu này chút xíu ở đầu kia. Đây trong đây nè, không biết thấy không, trong đây là một mẹ, một mẹ là 4 con, 1,2 triệu đó. Khuyến mãi con chó này nè, khuyến mãi con chó nè, tại vì con mẹ của nó bị người ta thuốc chết rồi đó, cái người ta đem nó ra cho con Mi Mập, cho đúng chỗ luôn. Nó mấy ngày nay đói chết mẹ, sữa đâu bú. Con Mi Mập nó đâu biết cho bú đâu mà nó còn không biết, nhỏ chưa biết ăn nữa rồi nè, nằm khờ luôn nè. Hên đó nha con, hên là con gặp ngay má đó nha con, về má bú, má bơm sữa cho, răng chưa có luôn nữa. Chưa có cái răng nào luôn. Đấy, ta nói không, mọi thứ trên đời này đều là có duyên phận hết. Bữa giờ chẳng có bị mập đâu, có ga đâu, bữa giờ ga luôn. Anh Thư Quân kêu cứu chó, kêu là coi như là trả tiền rồi, kêu ra cứu chó cũng không thèm cướp luôn á, coi như là không ra nó luôn á. Cái tự nhiên cái đi ngang đây mọi người thấy con chó nó nằm giật giật, cái gì cũng vậy hết á, chủ yếu là mình lo sự an toàn của mấy bé chó thôi. Đi ngang thấy nó nằm giật, mới đầu không, mới đầu em tưởng đâu con Mi hôm nay nó bán heo rồi.